Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để cho các anh chị có thể là tự tạo một cái phương pháp riêng ở trên cái con bot WeTransfer ha. Nếu như anh chị không muốn sử dụng những cái phương pháp Telegram của con bot này thì anh chị có thể là sử dụng cách này ha. Anh chị có thể là tự tạo những cái phương pháp riêng đó, cũng như mình là tạo những cái phương pháp riêng này anh chị. Đấy, những cái phương pháp này là mình tự tạo, nó không có sẵn ở trong cái bot tín hiệu Telegram ha. Ở đây thì mình chạy 5 con và đã chốt lời là 3-4 con nha anh chị. Đấy. Rồi, cách cho mình tạo như sau ha. Anh chị bấm vào cái button là mình chỉ nè, bấm vào ha. Rồi sau đó chị là bấm vào chỗ là thiết kế bot AI ha. Rồi sau đó chị là bấm vào chỗ là tùy chỉnh mức mới nè. Thì ở đây là nó có hai cái cách để cho các anh chị là tạo phương pháp riêng ha. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cái đầu tiên ha. Rồi anh chị bấm vào chỗ là tùy chỉnh mức mới. Rồi ở đây anh chị nhập cái tên bot với là anh chị đặt một cái tên ha. Ví dụ như là mình để cái phương pháp đi. Đó, mình để gì đi. Đó cho nó nhanh ha. Rồi chọn chiến lược nè. Đó chị vào chị chọn cái hàng cuối cùng ha. Chị bấm vào. Đấy. Rồi thì ở dưới này nó có hướng dẫn cho anh chị cách để cho các anh chị tạo, nhưng mà anh chị không cần quan tâm tới ha, chị làm theo mình là được ha. Đó thì ở đây là mình sẽ sử dụng những cái cây đến kết quả này các anh chị, đó những cái cây kết quả. Rồi ví dụ như anh chị là muốn là nó ra hai cây xanh ha, xanh xanh ha, thì mình đánh đỏ ha. Đó BB nè, B là xanh ha. Đó BB là xanh, xanh xanh, mình muốn đánh đỏ là mình gạch ngang một cái đó, rồi sau đó là mình bấm chữ S đó, đó là đỏ ha. Rồi sau đó là mình bấm giống motor như này cho nó lưu lại. Rồi bắt đầu mình thêm một điều kiện nữa ha. Rồi ví dụ như là mình muốn là đỏ đỏ mà đánh xanh, nãy xanh xanh đến đỏ ha, bây giờ là mình đỏ đỏ đến xanh nè, hết hết đó, mình gạch ngang cái. Rồi sau đó là mình bấm chữ B ha, B là đến xanh ha. Rồi sau đó mình sẽ bấm cái dấu motor để cho nó lưu lại đó. Thì anh chị có thể là thêm nhiều điều kiện ở dưới này. Đấy, ví dụ như mình muốn ba đỏ nè đó, mà đánh thêm một cái đỏ nữa thì mình là hết 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 gạch ngang nhờ, thêm một cái chữ S nữa, sau đó thì bấm vào motor như này. Đấy, sau khi mà xong luôn hết thì bấm vào chỗ là lưu bot ha. Đó thì con bot của mình nó nằm dưới này nha các anh chị. Đấy, rồi bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để cho các anh chị có thể là tạo cái phương pháp nghiên cách thứ hai ha. Rồi các anh chị bấm vào giữa này thiết kế bot AI ha, thì bấm vào cái mô hình lớn. Rồi sau đó chị nhập cái tên bot gì thì anh chị nhập ha. Đó mình ví dụ như là cái là, rồi bây giờ mình ví dụ như là bằng chữ phương pháp là chữ Y đi ha. Rồi chị bấm vào giữa là thêm bóng nước. Đấy, rồi chỗ cái hai cái hàng này nè thì nó lại cũng giống như là hai cái hàng kết quả ở trong cái bên sàn này ha, nó cũng giống như hai cái hàng kết quả bên sàn mình. Đấy thì anh chị kéo xuống như này á, anh chị kéo qua bên trái bên phải ha. Đó anh chị chọn vào cái bảng thứ năm nè, bảng thứ năm ha. Đấy. Rồi ví dụ bây giờ là mình muốn đánh cái con số nào á thì mình chọn vào con số đó ha. Ví dụ như là bấm vào cái con số 9 nè. Đó thì ở trong sàn mình á, cái con số 9 này là con số 6 các anh chị. Đó con số 6. Rồi bây giờ mình muốn là cái con số 9 này là nó đánh tăng hay là đánh giảm thì mình chọn long hoặc là sọc đi ha. Đó, long là đánh tăng mà sọc đánh giảm ha. Giờ mình muốn là để long luôn ha. Đó. Thì bây giờ là mình muốn cái cây nến kết quả là đầu tiên là nó màu xanh nè. Đó mình sẽ đánh cái cây số 9 này là màu xanh luôn ha. Là mình chọn cái bảng số 5 nè, màu xanh. Đó thì bấm vào một cái là màu xanh ha. Bấm vào một cái là màu xanh nè. Bấm thêm một cái là màu đỏ ha. Bấm thêm một cái là nó không có màu gì hết. Rồi bây giờ muốn là cái nến kết quả, cái nến này nó màu xanh. Đó thì cái 349 này nó màu xanh luôn á thì mình chọn như vậy ha. Rồi chúng ta bấm luôn nè. Đấy. Rồi vậy thêm ha, tiếp tục vậy thêm một cái bóng nến ha, mình tiếp tục thêm. Rồi bây giờ là ngược lại ha, bây giờ mà mình muốn cái bóng số 1 này nó màu đỏ thì mình sẽ bấm cái hàng cái số 3 này là màu đỏ luôn nè. Đó thì mình sẽ chọn vào cái ô số 3 nè. Đó là cái ở trong cái sàn mình đó. Ở trong cái sàn mình là cái kết quả số thứ hai đó anh chị. Đấy. Rồi bây giờ mình muốn là cái bóng số 1 này nó màu đỏ nè. Mình kéo qua bảng số 5 ha. Mình bấm hai cái là màu đỏ nè. Đấy. Thì cái bóng số 3 mình sẽ đánh màu đỏ ha. Mình chọn cái này mình tự chọn key swap ha. Rồi sau đó chị bấm luôn ha. Đấy, anh chị có thể là thêm rất là nhiều cái điều kiện cái này ha. Rồi, nếu như tất cả ok hết rồi thì bấm vào true ha. Rồi sau đó chị bấm vào chữ tạo bot ok ha. Đấy. Như vậy là xong ha. Đấy, như vậy là chị đã tạo được cái phương pháp riêng cho mình này ha.